Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ quay chia sẻ lại anh chị xem cái khu vườn rất là đẹp anh chị. Mai vàng, mai chiếu thủy và những cái bộ bàn ghế và những cái bức tranh trên tường anh chị. Rất là đẹp. Thì mình sẽ quay chi tiết cái khu vườn này để anh chị mình xem ngắm nhìn cái cuộc sống mình người ta chơi như thế nào và những cái nét đẹp như thế nào anh chị ha. Trước tiên thì mình sẽ quay một cái bức tường có cái một cái bức tranh rất là đẹp anh chị. Ở đây là mình thấy chim công nè, rồi có một cây này không biết cây tùng hay cái gì ha, và những cái chú này chú con xíu hay gì anh chị ha, rất là đẹp. Đắp nổi anh chị, những cái hoa nè đắp nổi hết ha. Đây là con công nổi ra anh chị. Cái chi tiết đắp rất là đẹp anh chị. Đây ha, anh chị xem cái tay mình để nè. Thì đây là khu vườn có một số cây nó trục trặc anh chị, nó hơi đứng cây á, thì mình lên mình xử lý cho anh, mình quay chia sẻ cho anh chị ha, xem cái những cái hoa văn của cái bức tường này. Là có cây tre, và bên trong này là cái nhà thờ gỗ rất là đẹp anh chị, rất là giá trị ha. Đừng quay cho anh chị mình xem. Một cái bức tranh này cũng khá là nhiều tiền anh chị. Thợ là từ ngoài Huế vô ha, đắp nổi đó. Sơn cũng rất là lâu mà nó cái màu nó vẫn giữ cái màu sắc rất là đẹp anh chị ha. Rồi, bước vào trong thì đây là cái khu nhà thờ. Thì đây có ba ông Phước Lộc Thọ ha. Đây là gỗ, bằng gỗ anh chị. Và cái trên vách những cái bức tranh cũng bằng gỗ hết ha. Thì đây là những cái bức tranh này là chạm đục bằng tay anh chị. Thì anh chủ anh nói ha, là những cái bức tranh này làm rất là lâu, cái tiền thợ không là rất là nhiều anh chị. Thì nếu mình nói cái tiền bao nhiêu thì đôi khi anh em lại bình luận ha, cho nên mình nói là khá là nhiều thôi. Thì anh chị biết cái công phu để làm ha. Trên vách anh chị dài lên ha, và trên mái nhà cũng là gỗ luôn. Ở trên phía trên là ngói ha, nhưng mà phía dưới là gỗ ha, gỗ và cũng có hoa văn luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Và đây là những cái khung bằng gỗ rất là đẹp anh chị. Chạm trổ rất là công phu ha. Thì cái gỗ này thì mình không gành gì, nhưng mà đây là những cái loại gỗ quý không ha. Có ông anh đây để chia sẻ mình anh chị ha, về cái ý nghĩa của những cái bức tranh này. Thì mình quay cho anh chị ngắm nhìn thôi ha. 2, 4, 6, 8, 9 chú voi rất là đẹp. Đây những cái cây chạm, những cái cây này anh chị nhìn rất là đẹp ha. Mắt sáng. Bên đây là ông Quan Công. Mình không gần lắm anh chị ha. Như ông Quan Công đang đọc sách anh chị.
đây một quan văn quan võ mình không dành lắm ha, anh chị rành thì bình luận cho mình biết ha. Trên đây là một cái bức tranh này nè. Và có những cái dàn đèn ở trên anh chị, để ban đêm bắt rất là đẹp luôn ha. Bên đây là bên bàn Phật. Bên đây là Phật tổ ha. Bên đây là mẹ Quan Âm. Rất là trang nghiêm anh chị ha. Bức tranh. Đây là cái cửa sổ hoa văn rất là đẹp. Đây là một cái khung gỗ. Chị thấy cái màu sắc gỗ ha, bóng mượt. Rất là đẹp ha. Đây là ông Phật Di Lạc nè. Nằm cười rất là thoải mái anh chị ha. Cái vẻ mặt cười. Có con trai mình qua chơi, mình làm gần ha, qua đây chơi luôn. Đây một ông này mình cũng không gần lắm ha. Cái tạc cái nét mặt rất là sắc nét anh chị ha, rất là đẹp. Và đây những cái cành cây. Đây cái lá này thấy giống cái lá bồ đề anh chị. Rất là công phu anh chị ha, gỗ nhưng mà tạc ra rất là đẹp. Thì cái khu này rất là nhiều, mình quay sơ lược anh chị ha. Bên kia là một cái bờ tường này cũng rất là đẹp nè. Để hồi mình quay cái nhà gỗ trong kia, mình trở ra đây mình quay cái bờ tường cho anh chị mình xem ha. Và phía bên đây là một cái nhà thờ gỗ bên đây nè anh chị. Đây là lót cái gạch này giống như gạch tàu mình hồi xưa anh chị, nhưng mà cái mình thấy cái độ dày của nó ha. Đây bên đây tìm công tắc đèn ở đâu. Đây là hai con ngựa. Cái này anh em nào bên tranh anh chị ha, thì sẽ hiểu được ý nghĩa của mình không gần ha, cho nên quay chia sẻ anh chị chứ mình không bình luận. Đôi khi bình luận nó sai thì cái nào mình biết thì mình nói anh chị ha, còn cái nào mình không gần thì anh chị xem ha. Chị thấy đây là cái da của cái gỗ nè, ta để nguyên bản để cho nó nhìn thấy nó xưa ha. Còn bên đây là khi mà bào láng rồi đánh bóng gì đó anh chị, thì cái nhìn nó rất là đẹp ha. Bên đây một con công, con trống và công mái, chân màu sắc nè anh chị, hoa văn rất là đẹp ha. Đây một cây tre. Đây là một cây gỗ nu gì anh chị ha. Đây là con chóc ngậm vàng cái lưng anh chị. Nu nguyên cái lưng anh chị ha. Rất là đẹp. Con này con à đúng rồi, hình cốc. Cái chân xù xì anh chị ha, làm rất là hay. Độ tinh xảo ha, rất là đẹp. Đây một cái bộ ghế. Mình không biết là cái giá trị như thế nào anh chị ha. Và những cái cột nè anh chị. Cột này như là gõ đỏ Việt Nam hay gì đó. Mình có nghe nói nhưng mà mình không có chính xác anh chị ha, cho nên mình không có nói chắc anh chị.
bên gỗ này mình không gành. Đây trên kia cũng một bức tranh gỗ nữa anh chị. Đây là cái khu nhà thờ của mẹ của anh. Đây một cái bình bông bằng gỗ nè, rất là đẹp anh chị ha. Đây một bình gỗ, bình gỗ rất là lớn anh chị nha, cái tay mình để vô nè. Ở trên này cái đây một cái khung này cũng rất là đẹp. Đây một bộ bàn, bàn ghế ha. Bên đây một con rồng, con này rồng. Này cái mình không biết là mình không hiểu cái ý nghĩa này anh chị ha, mình chưa có hỏi anh cái ý nghĩa của cái này kêu bằng, mình cũng không biết gọi là gì luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Đây những cái thanh gỗ mình cứ tưởng như là đắp hồ anh chị, đắp bằng xi măng á, nhưng mà đây là gỗ hết ha, làm rất là đẹp. Đây là cái đầu rồng nè. Cái lưng này anh chị thấy nhìn cái gỗ nè. Rất là láng ha, mịn luôn. Cái này cũng là mình nghĩ là cái này cái ý nghĩa rất là hay á, nhưng mà mình không gần lắm anh chị ha. Cái này mình nghĩ là giá trị rất là cao á. Rồi ra phía ngoài bên đây là cái khu này bàn ghế cũng là gỗ anh chị, ở trên tầng này ha, anh chị thấy bằng gỗ rất là đẹp. Đây một cái ông Phật Di Lạc này nè, miệng cười rất là đẹp ha. Đây rất là nét anh chị ha. Dưới này mấy ông này đồng tử cái gì đó rất là nhiều đó. Mình ra phía ngoài để mình quay cái khu bờ tường. Hiện tại nắng gắt quá, mình đợi chắc thẳng có mây gì qua để mình quay cho anh chị xem ha. Bây giờ nắng gắt quá. Đây là những cái bức tranh ở cái bờ tường anh chị. Nguyên một cái bờ tường này là những cái bức tranh rất là đẹp ha. Thì mình thấy cái cảnh đẹp mình quay chia sẻ anh chị trước ha. Cái video này có thể là mình quay hơi dài ạ. Thì đây là một cái dòng sông ha. Hai bên là hai cái cánh đồng lúa vàng hai bên anh chị. Đây có một cái con sông hơn kênh ha, cái này có thể là gọi là con sông. Đây những cái con trâu, có chiếc xuồng, cây cầu và cái chị gánh hoa, rất là đẹp anh chị ha. Và đây là cái chợ quê hay là cái tiệm gì hồi xưa anh chị, cái tiệm chứ không phải chợ, bán đồ ha. Đây là một cái cây đa đầu làng. Thì những cái cây mình thường gọi cái tàng đa anh chị, thì nó lùng, nó có nhiều cành nhánh nè, giống như cây đa ha, mình gọi là cây đa. Thì cái cảnh vẽ rất là đẹp ha. Đây là một cái một số hoa sen. Bên đây có những ngôi nhà mái lá anh chị ha, mái lá. Đây là một cái đống rơm. Đống rơm là cái khung cảnh rất là quen thuộc của ngày xưa của ông bà và của cái thời mình cũng có rất là nhiều anh chị ha. Thời mình thì còn
đạp lúa nè, trâu đạp lúa chứ không có máy tuốt anh chị ha. Lúc trước á, rồi bắt đầu sau có máy tuốt, rồi sau này thì bây giờ máy cải tiến rất là nhiều ha. Còn lúc trước là có những con trâu vậy nè, rồi khi mình cắt lúa ngoài đồng về, gánh về mình để lên chất đứng đứng lên ha, rồi bắt đầu cho trâu lên đó, dắt trâu đi vòng vòng nó đạp cho nó rụng lúa ra, rồi bắt đầu rụng hết thì bắt đầu mình gỡ gom ra để mình lấy lúa rồi giả gạo anh chị. Đó là những anh chị tầm tuổi khoảng bốn mấy trở lên ha, thì sẽ biết được cái cảnh ngày xưa. Bên đây một bức tranh cũng rất là đẹp nè anh chị. Bên đây có hai con phụng và cây cây sung đang trái nè ha. Sung trái rất là xài. Cây sung cũng nghệ thuật anh chị ha. Cây sung niên và hồi đầu ha. Siêu phong hồi đầu. Bên đây là một cây một bụi tre. Rồi tiếp theo đây cũng là một bức tranh đồng quê nữa nè. Thì trở lại cái về cái vấn đề đạp lúa ha, trâu đạp lúa thì con trâu dắt con trâu lên chắc một cái đống lúa rất là lớn anh chị, dắt con trâu đi vòng vòng vậy ha. Thì những anh chị nào lúc trước ở quê mà nhớ lại cái cảnh đó mình kể anh chị ha, thì sẽ nhớ rất là sâu. Bởi vì cái trâu đạp lúa, nếu mà thời của anh em nào còn trong cái thời đó sẽ có những cái ký ức mà sẽ không bao giờ quên được, chỉ có mình cất giữ đó thôi, mà khi mà nhắc lại là sẽ nhớ ra cái cảnh đó liền anh chị. Ví dụ như vậy đây, đây là một cái sân hồi xưa ha, đây là cái sân lúa. Cái nhà thì một số nhà khá khá thì sẽ có một cái sân lúa ở đây, và khi gánh lúa ngoài đồng về thì sẽ chất lên, chất đống vòng đây một cái đống lúa rất là lớn ha, dựng đứng cái lúa lên, bó lại dựng đứng lên, thì dắt con trâu nó đứng trên đó đi vòng đi rất là lâu anh chị. Có thể là mình không nhớ chính xác ha, nhưng mà có thể là 5-7 tiếng, 10 tiếng đồng hồ gì á, thì nó sẽ trâu nó dậm á, nó sẽ rụng lúa, rụng hạt xuống, rồi xong cái bắt đầu mình vũ gom, mình lấy gom ra thì lúa nó rớt xuống, gom lại. Đó là cái trâu đạp lúa anh chị ha, cái cảnh đó rất là ký ức của những anh em lớn như cỡ chàng tụi mình thì sẽ nhớ rất là rõ. Đây có những ngôi nhà xưa rất là đẹp ha, đống rơm, cây dừa, chiếc cầu tre và những con trâu. Đây có hai con bò nữa ha. Rồi bên đây là một cái bức tranh về cá chép. Cá chép và hoa sen. Sẽ được tên chị ha. Bên đây. À bên đây là một cái sân lúa nè anh chị. Này phơi lúa. Và ở đây là một cái vườn rau. Đây là cái sân lúa nè ha. Phơi lúa, đây là có một cái trang cái mình quên nè. Cái này để mình cào lúa, trở lúa anh chị. Khi mà nắng ha, thì mình phơi trên sân vậy, thì lúa nó một lớp dày dày vậy nè. Thì có cái trang á, kéo để trở lúa, để cho nó khô đều. Đây là cái sân lúa đang phơi. Những chú gà lại ăn lúa anh chị ha. Rất là hay. Đây là bụi chuối sao hè. Cái này là chắc là cái bức tranh này là cái cảnh Tết rồi. Có cây mai đang nở hoa nè. Giờ chị này gánh hoa rất là nhiều. Đây một đống rơm. Một chú chó ngồi rất là thảnh thơi. Rồi tiếp theo. Đây là cái này chắc cây tùng. Thì bức tranh tùng cò rất là đẹp anh chị ha. Cái độ nắng này không biết mình quay cái độ nét anh chị xem biết rõ không. Này chú cò con này xíu ha, xíu đầu đỏ ha, phải không? Mình không chính xác anh chị ha. Cái này anh chị nào gành cái con này thì mình bên động vật mình cũng không có gành lắm á. Con này không phải ăn cò, cái mỏ nó hơi lớn anh chị. Rất là đẹp ha.
Rồi, và đây một cái bức tranh chợ nổi. Chợ nổi không biết là của ở đâu ha. Cũng có rất nhiều chợ nổi nổi tiếng anh chị ha. Chợ nổi Cần Thơ, chợ nổi ở bên Tiền Giang cũng có chợ nổi. Thì đây là những chiếc xuồng chở rau, trái cây và lúa đó anh chị ha. Chợ nổi thì bán chợ mà, bán đủ thứ hết. Rất là đông nè, cái chợ này nhóm mình thấy khá là đông ha. Rất là nhiều xuồng. Đây có một cái chiếc xuồng thúng nữa nè. Thuyền thúng. Đa số là đây là chắc là hoa, bán hoa. Thường thì dưa hấu, khoai lang, dừa rất là nhiều anh chị ha. Này chắc là dưa hấu ở dưới nè. Thì chợ thì bán đủ loại anh chị ha. Cái cảnh rất là hay. Đây là cái bụi dừa nước, chỗ mình gọi là bụp lá. Rất là nhiều, mọc ở sông rất là nhiều anh chị. Cái cảnh ha. Cái này mà anh thêm cho nó phong phú nè. Chứ nếu mà cái con sông mà cá nổi gì, không biết hồi xưa có thể là có anh chị ha. Hồi xưa có thể là cá rất là nhiều, tôm cá thì ông bà mình nói á, lúc ba mình kể là cách nay chắc khoảng ba mấy 40 năm vậy, chắc trên 40 năm. Thì ra sông nước kém á, ra mò tôm là nhậu không có hết anh chị. Chỉ mò thôi, rất là nhiều á. Cho nên cái thời đó có thể là cá trên sông cũng có nhiều anh chị ha. Đây cũng một cái bức tranh đồng quê nữa nè. Ruộng lúa chín vàng, rất là đẹp anh chị ha, cái màu vàng của ruộng lúa nè. Và những chiếc thuyền. Và đây là một bầy trâu, những cậu bé chăn trâu ngày xưa anh chị ha. Rất là cái cảnh này cũng rất là nhiều. Tới thời mình thì đó không còn chăn trâu nữa anh chị, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng có nuôi vài con bò. Còn cỡ mình thì cũng còn anh em chăn trâu á, nhưng mà mình lúc đó thì không có nuôi. Thì cái cảnh này mình cũng biết rất là rõ anh chị. Hình như là mình cũng có một thời gian có nuôi một hai con, nhưng mình có nhớ nhưng mà không có ký ức, nó không có rõ lắm. Đây là cậu bé cầm cái sợi dây ha. Con trâu thì nó rất là mạnh, cho nên xỏ cái sợi dây vô cái lỗ mũi của con trâu, để cho nó khi mà nó trứng hay gì đó, mình gị nó đau thì nó sẽ im, nó đi theo sợi dây. Xỏ rất là đau, nhưng mà con trâu nó rất là mạnh, cho nên cái người nông dân có cái cách này để khống chế con trâu anh chị. Đây là xỏ mũi dây vô con trâu nè ha. Xỏ mũi dắt đi thường thường những mình không nói được. Đây là bác nông dân tắm cho trâu hay vậy ha. Bên đây là cảnh hai mẹ con, hai chị em gì tát cái tụng nước để bắt cá. Thì đây cũng giống như cái ngày xưa, nếu mà ngay đây anh chị, thì có một cái con kênh nhỏ ở đây, đặt cái máy cô le bơm nước lên đây để dẫn vô ruộng. Thì nhầm tháng nó rất là cạn, cho nên đây chị tát vài chục thao là nó đã cạn rồi. Thì bắt cá sặc, tép rong, cá bóng, cá lóc nhỏ, cá lóc cứng anh chị. Cái cảnh rất là hay. Đây cái vỏ cá nè ha. Chị tát một xíu à. Lúc nhỏ mình cũng tát đi một xíu là vài tiếng hồ về là có một ngày để ăn ăn cơm kho với nước mắm ha, là đã có một bữa cơm đơn giản nhưng mà nó rất là ngon, vì nó không có cái chất độc như bây giờ anh chị ha. Bây giờ thì thuốc tăng trưởng rồi chất bảo quản rất là nhiều thứ, còn đây là những cái hoang sơ. Ngày xưa sống tuy cực khổ nhưng mà rất là dễ kiếm đồ ăn, và cuộc sống cũng không có bận rộn suy tính như bây giờ anh chị. Cuộc sống bây giờ thì bon chen rất là nhiều ha, cho nên suy nghĩ rất là nhiều. Bên đây một cái bức tranh này, đây là cái cảnh núi à, núi đồi à. Đây có một cái ngọn núi anh chị. Đây có hai con nai. Đây có một cái cây mình thấy là cái hoa mai, mai vàng. Chắc là anh chủ vườn thích mai cho nên ảnh đưa cái ý tưởng cây mai ha. Đây đưa cây mai vàng vô nè. Cái nét cây cũng rất là đẹp.
cây này, cái hoa này mình không có nhận ra ha. Và ở đây có một cái cây ảnh rất là thích cây mai này. Trước ảnh mua ở Tao Đàn, cây này có đạt giải ở Tao Đàn anh chị. Cây dáng thú rất là đẹp nè. Thì ảnh hôm nay thì cái cây này đang giả nè ha. Rất là giống luôn anh chị. Thì cây này đang xử lý ha, cho nên còn che lưới nè, nó đang phát triển lại nè. Rồi, tổng quan cái khu này là những cái bức tranh rất là đẹp. Thì cái video chắc có lẽ hơi dài anh chị, mình sẽ quay tiếp những cái cây bonsai cho anh chị mình xem ha. Rồi, lúc nãy mình quay xong cái bức tường đó anh chị ha, bây giờ mình quay tổng quan cái khu vườn. Đây là cái bức tường đầu tiên ha, và những cái cây bonsai mai chú thủy ha. Những cây rất là lớn anh chị. Cái cây này tàn thiên nhiên ha. Cây rất là giá trị. Cây này anh chị thấy những cái cốt nè. Rất là đẹp ha. Thì do mình quay cái dấp tường và một số khung gỗ đồ khá là nhiều, cho nên mình quay lượt một số kiển xanh và mai vàng cho anh chị xem ha. Đây một cây rất là đẹp nè. Cây này nội đế rất là lớn anh chị ha. Và cây cốt cành rất là lớn nè. Cây này thì sửa theo dáng bài ha. Còn cây bên kia là dáng thiên nhiên. Do đang nuôi anh chị ha, cho nên còn để rất là tùm nè. Những cây này là những cái cây coi như thành phẩm hết anh chị. Chỉ cần điểm tàn là chơi thôi ha. Đây thì những cây mai mình đang xử lý anh chị. Thì công việc lu bu quá mình không có quay chi tiết ha. Dạ. Yeah. Đây những cây mai chú thủy khủng anh chị. Cái dàn mai chú thủy cũng rất là nhiều tiền anh chị ha. Mai vàng cũng nhiều tiền, mai chính thủy, mai chiếu thủy cũng nhiều tiền. Và nói chung là cái gì cũng cao cấp hết anh chị. Dàn gỗ ha. Thì đây là cái cây mình xử lý, mình sẽ làm có cái video riêng để chia sẻ anh chị về xử lý những cái bồn gạch. Thì anh chị có những cái bồn giống như vậy thì cây mình nếu mà phát bình thường thì thôi, còn nó có vấn đề gì thì mình tham khảo để mình xử lý anh chị ha. Đây một cây nó hơi đứng cây nè. Đây rất là nhiều cây mai chú thủy quay lượt ha. Đây anh em tranh thủ đang trong ngày nay về anh chị, cho nên rất là gấp. Anh chị thấy hiện tại bữa nay là mười mấy người làm, vừa cẩu xử lý những cây mai chiếu thủy rồi xử lý những cây mai vàng rất là nhiều ha. Đây một cây mai có thể nói là đứng đầu trong vườn này anh chị, quanh khoảng 1 mét á. Cái nồi đế rất là đều và lớn anh chị ha. Mình quay sơ lược cho anh chị xem dàn cốt nè. Thì cây này giá trị rất là cao anh chị ha. Thì cây này mình cũng biết giá nhưng mà mình không có chia sẻ anh chị, vì gì đôi khi mình nói giá thì anh em nói cây đó mà giá trị vậy này kia anh chị, cho nên mình chỉ nói là cái cây này chủ vườn mua giá rất là cao, còn cái đánh giá thì tùy anh em ha. Chân đế nè, nồi đế anh chị. Dàn cốt cành.
bên đó cũng rất là nhiều chị ha. Giờ video khá là dài, mình phải chia sẻ anh chị một số cây đẹp thôi anh chị ha, mà chú thủy cũng còn rất là nhiều. Thì vườn này mình cũng thường lên để giúp đỡ anh á, cây nào có trục trặc gì thì mình sẽ lên, cho nên mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ quay chi tiết từng cây để chia sẻ anh chị ha. Thì hôm nay làm cũng lu bu tối anh chị, cho nên mình quay lượt lượt thôi, quay những cây thật sự VIP trong cái vườn này anh chị mình xem. Đây cây chị thấy nè ha, đây một cái cây rất là đẹp nè anh chị, gốc cành chỉnh sửa và nó thu đoạn rất là đẹp luôn, nồi đế nè ha. Mình không có đem kéo, mình ngắt trừ hao để hồi cắt vô xích đây. Cái nồi đế nè anh chị, dách đế ha, vàng cốt cành, cốt này trên 30. Cây phát triển rất là tốt anh chị nha. Cây này hiện tại nằm trong cái chậu chắc khoảng 1m1, chậu rồng á, chậu đắp tài. Chậu rất là đẹp anh chị ha. Đây là mặt hậu của cây nè, có một cái cành hơi phóng phóng anh chị ha. Vàng cốt nè, chị thấy cái nồi đế nè, cái tay mình đưa vô nè, đây một cây rất là lớn anh chị. Công việc mình tranh thủ ngày hôm nay anh chị, mình dự định là lên có một ngày thôi, nhưng mà nó phát sinh ra nó có một số cây mai chú thủy nữa, cho nên mình ở thêm một ngày nữa, cho nên ngày hôm nay là phải về, cho nên rất là gấp rút làm tương đối thôi, khoảng 80-100 cái vườn này thôi chứ không có xong hết anh chị. Cho nên hiện tại 5 giờ mấy rồi, mà nhóm mình cố gắng ha, xử lý cho nó cơ bản hết rồi để rút đội anh chị. Đây một cây rất là nghệ thuật nè, anh chị thấy lắc nhịp cành 1, cành 2, cành 3, cành 4, bắt chia cành theo cây bonsai luôn chị. Theo chứ tỷ lệ thì không có chuẩn anh chị. Tay cành bắt nhìn vô nhìn thấy cái cây nó rất là thoáng nè. Và vàng đế anh chị thấy ha. Cốt cành. Mình tranh thủ mình quay lượt cho anh chị em xem thôi. Đây là một cái cây cũng khá là giá trị trong cái vườn ảnh nè. Ngày này cái chân đế nè anh chị. Giờ thôi ăn, nó chảy rồi, được rồi, đừng có quá thâm. Đây cái nồi đế nè. Anh em cũng đang làm gấp rút với anh chị, mình tranh thủ quay chia sẻ anh chị, cho nên mình quay cũng hơi gấp anh chị nha. Vì công việc nó còn nhiều cái trong cái sân này, cho nên phải có mình xử lý á, cho nên mình tranh thủ ra quay khoảng 10 phút cho anh chị xem thôi ha, anh chị thông cảm ha. Vàng cốt cành nè, đây là cái nét cây ha. Cái mặt bên đây quan chờ một chút, hết thuốc chưa? Còn nhiều hết à? Ủa? Tưới cây đó mà còn 40 hả? Tưới cái cây kế luôn rồi, cây ngay chỗ cái kho kế tở vô á, gần hồ cá coi á. Cái nét cây anh chị nhìn thấy rất là đẹp ha, cốt cành và nó thu đoạn nè. Thấy những cái cốt sữa nè,
rất là đẹp anh chị ha. Cây này mà nhóm lên xíu nữa nó hơi bị lúng chậu, lúng lúng cây nó hơi thấp á, nhìn thấy nó không có đã lắm ha, nhưng mà vậy thấy cốt rồi ha. Đây cây anh chị, cái tay em để vô anh chị xem nè, rất là khủng ha. Do công việc hơi gấp cho nên mình quay sơ lược cái vườn này anh chị ha, không có chi tiết nhiều cái cây. Và trời cũng tối, hiện tại là 5 giờ mấy gần 6 giờ cho nên cái nó không có rõ lắm, anh chị thông cảm ha. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha.